Chào các bạn. Hôm nay Linkin ST xin tiếp tục giới thiệu với các bạn một số loại IC nguồn chính hãng khác mà cửa hàng đang cung cấp. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn IC nguồn TNI 274-265 TNI 267-PN, hàng chính hãng 100%. Đây, mình có thể lấy cho các bạn xem con TNI 274 hàng chính hãng như nào. Đó, TNI 274 PN, hàng chính hãng. Đây, các bạn sẽ xem chân của nó rất là đẹp, chữ rất là sắc nét. Đó, 274 PN, bây giờ đến TNI 274 GN. Mình sẽ lấy cho các bạn xem con TNI 274 GN. Đây rồi, đây chính là con dán 274 GN. Đây, các bạn có thể soi rất là kỹ. Đây là con dán chính hãng. Đó, rồi đến TNI 267 PN. TNI 267 PN, đây rồi, rất là nhiều IC 267 PN. Đó, TNI 267 PN, hàng chuẩn xịn chính hãng. Đó, TNI 265 PN, đây rồi, rất là nhiều. TNI 265 PN. Đó, các bạn có thể nhìn thấy. Để mua hàng thì các bạn vui lòng truy cập vào website của cửa hàng là linkinst.com. Các bạn có thể đặt hàng qua số điện thoại, Zalo của cửa hàng hoặc là đặt hàng trực tuyến trên website. Nhân viên kinh doanh sẽ gọi lại cho các bạn và xác nhận và gửi đơn hàng cho các bạn. Linkin ST xin chào và cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.